Alo, chào anh em nha. Quay trở lại kênh Lập Gáo Phú Yên. Lập Gáo Phước Vlog. Đây em quay cho khách ra xem. Và là sẵn quay cho anh em trên YouTube xem luôn nha. Đây là mẫu lập của khu khôn. Nó không có cái chỗ để cứ mò nha anh em. Nó chẳng quay là để gì thôi. Anh em thấy một con cu mà nó khôn, nó vừa là bu bội mà nó không sáp á. Thì anh em đỡ cây này lên nhánh tên, lấy cái lập của mình móc ở dưới phía dưới cái nhánh dưới, hoặc là anh em có định chắc có thể móc ở dưới cái nhánh này luôn cũng được đó. Thì anh em phải đóng cái này cho nó cứng vào thân cây nha. Này là có hai chốt đinh đó, thì cũng cu nhiều con nó đứng lên đầu lòng, nó không chịu nhảy xuống cái lập của mình, thì anh em sẽ gắn cái này lên rất là hiệu quả luôn. Anh em này xài lập này rất là nhiều này, như này anh em đó, cu này nó thấy nó tưởng cái cây nó không có biết, nó sẽ nhảy vào đây đó, nó sẽ bị gút cái chân, anh em thấy không, nó gút cái chân thằng reo đây rất là nhẹ nhàng, chắc chắn rất nhẹ anh em, nhảy lắm. Đây là canh cái lò xo nó chuẩn rồi. Đây cái nhánh cây em đóng nó không là sau đinh đấy, chưa vững. Anh em tìm cái cây nào mà phẳng phẳng á, gắn vô, muốn gắn ở đâu cũng được. Nhưng cái đầu vài đây anh em để ý đừng có cây cản nha, đừng có cái nhánh cây nào cản để con lò xo nó đập ra. Ok, cảm ơn anh em. Anh em có nhu cầu thì liên hệ nha.